coi cái đục mà bao nhiêu con nè. Cua hả? Ờ. Ơi quá sáng. Cái đuôi con con thôi à. Trước lên xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Em chào cả nhà nha. Sáng nay thì hai chồng em tranh thủ đi lên vuông đi thăm lúa bắt cua tôm để kiếm tiền trang trải cả nhà ơi. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem cùng theo dõi. Hôm nay hai chồng em ra vuông bắt cua tôm được nhiều không nha. Hôm nay mà giấy hai chồng em mà đi ra vuông mà thăm mà dính tôm được nửa thau tôm này là chắc hai chồng em mừng lắm rồi. Giờ em thăm hay là anh thăm? Em thăm. Anh thăm trước đi. Anh xuống anh ngồi chỗ vị trí của anh đi. Giờ em xin phép chuyển cam về phía sau quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Bữa nay nhắm tương lai hai chồng mình được nửa thau tôm này không em? Anh phải nói là một thau. Phải một thau mới được hả? Mới có tâm trạng chứ anh đừng có nói nửa thau. Đừng cho em có tinh thần phải không? Thì em có tinh thần. Nghe nói nhiều đó là anh nghe là anh mừng rồi đó. Mừng chưa? Mừng. Ồ. Ồ, một thau. Em dỡ lên hết chưa? Dỡ lên hết đi em phân dài qua luôn. Chứ anh thấy tình hình này trời đang mưa đó nha. Hai chồng mình mắc mưa đó em ơi. Anh chơi luôn hay sao? Bảo quản tài sản của anh đi. Đó. Em ước thiện hợm cho em tắm. Quyết định vậy luôn phải không? Định vậy đi. Này, đi thăm lú có cây dù đây. Sáng sớm tắm bát. Ô, một em. Có đại luôn. Cua hay tôm em? Không có em gì chứ á. Không có em gì luôn hả? Không. Bữa nay thăm lú bị mắc mưa rồi em ơi. Bữa nay mắc mưa rồi. Ô, quá sát rồi mưa rồi. Ông ngồi qua cái rồi, ông tạnh rồi đấy em. Ông ngồi qua, ông mưa làm như mưa luồn gì á. Về mình bơi về mình cũng ướt hết rồi. Lỡ rồi bừng luôn hả? Lỡ rồi bừng luôn. Ồ, ông mưa lớn lên luôn rồi em ơi. Mưa này đáng lẽ là mình không được à. Mưa này đúng ra là tôm chạy à. Hai chồng bữa nay dầm mưa chơi luôn. Thấy em che được anh lại anh làm chưa? Có sú mà sú nhỏ gì em? Trời ơi, hai cái lú mà cái thau vẫn còn cái thau không? Như thêm được miếng nước mưa hả? Quá xá là mưa luôn em ơi. Đâu đó có cua không em? Hư tôm luôn hả? Mình thả mấy cua ra luôn đi. Cua hả? Ôi ôi quá sáng rồi. Em ơi, được mấy con? 5 con. Không bắt được con nào hả em? Không anh. Mềm thôi. Rồi em quăng đại đó đi. Khỏi cột, khỏi cột. Được cô chú anh chị mình yêu mến thì dù cái cảnh cực khổ như thế nào thì mưa gió như thế nào hai chồng em cũng cố gắng em lên clip để cho cô chú anh chị mình xem thư giãn giải trí và biết về cái cuộc sống ở Cà Mau quê em luôn.
Chúc cô chú anh chị mình xem video vui vẻ nhé. Bữa nay hai chồng em quá xá là mặc mưa luôn. Có số con không em? Số con để đại đi, có gì anh giúp anh đi đặt lú, anh Vũ anh thả lại sao? Trời ơi, thăm mấy cái lú liền mà không có con nào, còn cái thao toàn nước không em ơi? Buồn trong bụng thiệt chứ. Vô mánh lấy vết giác lại em ơi. Em dở lên anh ơi, show ga, em show ga. Rau ga mày. Được con cua hả? Con cua em cầm bỏ đại đi em ơi. Bỏ đại đi để anh giúp anh thả sao. Hôm nay thì hai chồng em thăm cái dàn lũ tới đây thì cũng đã xong. Kết quả thì chỉ có cái thao đựng nước mưa thôi nha. Cái vỏ mà nước nó lên cỡ này đây. Rồi hôm nay em xin khép video ở đây. Vợ chồng em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và vợ chồng em cùng hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo nha. Em hẹn gặp lại cả nhà video sau nha. Quá rồi, hai chồng em lạnh quá, bơi về cả nhà ơi.